Lại nữa, này thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nên quán nhãn xúc là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay có, là hữu tướng hay vô tướng, là hữu nguyện hay vô nguyện, là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là viễn ly hay không viễn ly, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là sanh hay diệt, là thiện hay bất thiện, là có tội hay không tội, là có phiền não hay không phiền não là thế gian hay xuất thế gian, là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, vân vân. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng lại như thế. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không nên quán các thọ hoặc vui hoặc khổ hoặc không khổ, không vui.